Em chào các anh các chị nha. Đây nó là bông kim cương đỏ. Rất là tiếc là trong quá trình cái cây nó ở trong thùng nó lở, cho nên là bông của nó không được đạt. Nhưng mà cái màu của bông nó đỏ tươi, lưỡi nó bệt này. Nhìn nó như thế này cũng đã rất là phê rồi. Nếu mà nó bao lở tự nhiên thì nó còn đẹp nữa. Em được có mấy thân kim cương đỏ thôi. Hôm nay cũng lên một clip. Trước tiên là giới thiệu kênh cái chị về mặt bông. Nó chuẩn là cái bông mà em để tiêu đề ấy, đó là bông kim cương đỏ. Lưỡi của cánh của nó viền trắng này. Lưỡi nó bẹt này, lưỡi bẹt là không có viền luôn nha các bác nhá. Nó bẹt tít luôn. Có lẽ là đây nó là một cái dòng kiếm mà lưỡi đỏ bẹt. Duy nhất mà nó bẹt hết đấy. Nó khác với này ví dụ như một số bông bông xích long là cũng bẹt chưa hết đâu. Nhưng mà bông kim cương đỏ là bẹt hết này. Khuôn bông nó rất là bầu nhá. Đây là tình trạng là bông bị lở ép ấy. Lở trong thùng đấy các bạn. Nó bị khi nó lở ra nó vướng vào cái bông gôn đấy. Cho nên là nó bị vẹo bông. Nhưng mà đây nó là một bông rất là đẹp. Thì chia sẻ với cô chú anh chị mình. Nó sai bông lắm. Số lượng bông nó dày. Tiếc quá. Em lấy hàng lụa về đấy, mà trong quá trình đi mà nó bị lở ra, trong nó nóng quá nó lở ra này, nhưng mà bông cũng còn nhìn rất là phê nhá. Thì chia sẻ với cô chú anh chị mình, nói chung là những cái dòng này nó sẽ rơi vào tầm từ 800 đến 1 triệu một thân. Duy có ở đây nó có hai cái thân 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 già này, thì chia cho các bác là 400 một thân này. 400 một thân già này các bác nhé. Đấy. 400 một thân này. Anh em bán thân già là 600 đấy, em chia cho các bác 400 một thân. Có mỗi hai cái thân này thôi. Còn thân một măng đẹp này nhá. Thì bác nào có nhu cầu thì em chia sẻ là 900k cho một thân một măng này nhá, một thân một măng đẹp này. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì điện sớm cho em, bởi vì những cái dòng mà kim cương đỏ này nó mới về mà anh em mình mua nó chuẩn luôn, hoa ở trên chậu này thì anh em mình yên tâm hơn. Bông nó rất là đỏ luôn. Khuôn bông nó thì chuẩn kim cương đỏ rồi. Cái thứ hai là giới thiệu cho bác, hôm nay toàn những hàng VIP thôi. Đây nó là một cái hàng rừng Huế này, cây rừng mà sổ ra các bác nhé, đột biến Huế này, rừng này. Khuôn bông của nó thì cực kỳ giống bông xanh Huế luôn. Nhưng mà nó khác cái bông xanh Huế ở điểm đó là cái lưỡi của nó cuộn còn đẹp hơn, cuộn đều hơn. Lưỡi của xanh Huế thì cuộn hơi vẹo một chút, nhưng mà lưỡi của bông này thì cuộn rất đều luôn, cực kỳ đều nha. Cái này nó là hàng sổ được. Đây này là chia cho các bác nó dễ thôi. Bác nào lấy thì em để 150 hai thân nhá. Riêng cái dòng này thì mình mua về là mà gần như là mình nhà các bác có đấy, bởi vì đây nó là hàng rừng đột biến mà. Thì sẽ tách ra đây chắc cũng được khoảng 3-4 đơn gì đấy. Em cứ để cho các bác 150 hai thân. 150 hai thân cho cái bông đột biến rừng Huế này nhá. Tiếp theo là phan chí này. Phan chí thì nó có nhiều nhiều. Ở đây đang trên chậu này. Chậu này thì những cái thân già em tách ra em bán hết rồi. Còn lại toàn có thân tơ thôi. Toàn thân tơ đẹp thôi. Thân tơ đẹp. Thì em báo giá luôn để anh chị em mình có nhu cầu thì alo cho em nhé. Thân chí này thì một cái thân to, thân đẹp nhất của chậu này. Thân này là thân rất là côn nhá các bác nhá. Thân này thì chắc chắn là có mầm ở hai bên rồi. Thân này thì chia cho các bác là 680.000 này. 680 cho một cái thân ở thân giữa này này. Còn một thân một măng này, nó đang có hoa đây này. Cái thân hoa luôn nhá, có măng này. Bác nào lấy thì em chia sẻ là 750 nhá, 750 cho cái thân này, một thân một măng này mà nó đang hoa luôn đấy. Còn thân to nhất đẹp miên man có măng đây này, măng to này. Em đang nào sưu tầm thì em để cho là 860 cho cái thân phan chí này nhá. Và trên chậu đang hoa đây là, cô chú anh chị mình cứ yên tâm, đúng không? Cứ yên tâm để cho mình sưu tầm, mình về mình chăm, mình nhân giống thì nó là chuẩn cây do cô chú anh chị mình sưu tầm. Tiếp theo em sang đến vị hoàng này. Đây là một cái chậu vị hoàng 7 thân rất là to nha. Thân nó to lắm,
toàn bộ. Cái này thì cô chú anh chị mình để nguyên cũng được, mà về nhà trồng ra một cái chậu to nữa cũng được, 7 thân to. Đó. Toàn bộ cái chậu này thì nó được cái củ nó to, lá nó cũng to, củ to lá to mà cây khỏe lực. Đấy. Hoa vị hoàng đây, cũng giới thiệu để cô chú anh chị mình cùng nắm được. Đây là hoa vị hoàng. Giá của nó thì hợp lý thôi. Cả một cái chậu vị hoàng to đùng này. Đấy, em chia sẻ với cô chú anh chị mình. Thôi em cứ lên cái mã 88 này để các bác nhìn cho nó dễ. Cả một cái chậu vị hoàng to đùng này nhá. Chia sẻ cho cô chú anh chị mình là 280.000. Nó gồm có 7 thân đấy. Măng nó thì nhiều lắm, măng nó nhiều lắm. Thì chia sẻ với các bác là 280. Đấy, còn đây nó có một cái chậu vị hoàng to hơn nữa. Chậu vị hoàng này thì nó phải rơi vào tầm 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12 thân kìa. 12 thân mà đặc biệt là nó đang có nụ này. À, cô chú anh chị mình về mình chơi hoa luôn. À, trong tứ đại danh kiếm các bạn. Trước đây thì mười mấy triệu một thân, bây giờ thì cả một chậu 12 thân. Em chia sẻ với cô chú anh chị mình là 500k cho một cái chậu vị hoàng to vật vã 12 thân. Nó đang có lụ các bác nhá. Để anh em mình về sưu tầm nó dễ hơn. Đó. Còn ngoài ra ấy, thì nó có một số cái dòng mà chia cho các bác. Đây là một cái chậu chí, nó đang có lụ rất là to để cô chú anh chị mình về chơi hoa luôn, chuẩn hoa xóa bảo hành. Và chậu này ấy, thì từ thân mẹ nó đẻ ra con xoáy này. Con xoáy thì rất là nhiều mầm luôn. Nếu tính vào mầm ở cái con xoáy này nó phải rơi vào 3-4 mầm rồi. Đấy, đặc biệt là đẻ ra cháu. Cháu thì nó lại đẻ ra măng rồi. Đấy, cả một cái chậu chí to đùng như này thì chia sẻ với cô chú anh chị mình là 1.800.000 cho 3 thân. 3 thân, 1 măng và cực kỳ nhiều mầm. Đặc biệt là nó đang có nụ để cô chú anh chị mình sưu tầm. Đấy, về chơi hoa luôn. Bác nào mà chưa like thì cho em xin một like nhá, cho em xin một bình luận, em chào các bác một tí. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Khi mà như em có những clip lên thì chia sẻ với cô chú anh chị mình nó có thông báo để cô chú anh chị mình theo dõi nó dễ hơn. Đấy. Còn những cái chậu chí đẹp các bác nhá, những cái chậu chí tác phẩm ấy thì cô chú anh chị mình có thể liên hệ với nhà em. Em chia sẻ cho các bác với một những cái giá nó rất là hợp lý. Còn nhiều dòng khác nữa, ví dụ như nhà em có Ngọc Diệp này, Trắng Hà Đông, rồi rất là nhiều những cái dòng Lan Quý, rồi Xanh Quảng Trị. Đây có một cái chậu này, nó vừa lở xong, nó đẹp quá. Có mỗi một chậu địa lan, hôm nay em lên một clip, một cái đây các bác vừa xem này. Đấy, nó vừa hé ra. Vừa hé ra mà cái bông này rất là thơm nhá. Đặc biệt là cánh bông nó cứ có cái sọc đỏ này. Nhìn nó rất là bắt mắt, nhìn nó tươi tắn lắm. Có những cái sọc đỏ này, các bác nhìn là những cái sọc đỏ này nhìn rất là thích luôn. Mà bông này rất là thơm nhá. Đặc biệt là nó có cái dòng cái bộ lá của nó. Đây các bác nhìn cái bộ lá nữa này. Ban ngày quay thì nó nét hơn. Đấy, nhìn cái bộ lá của nó đều có biên hết. Đấy, toàn đều có biên hết và nhiều lá nó phát tài nhé. Nó sọc cả lá, nó sọc hoa nhé. Để chia cho có mỗi một chậu duy nhất này thôi. Đấy, các bạn nhìn cái bộ lá nó thích không? Đấy, mình chơi lá cũng đã thích rồi mà chơi hoa nó lại càng thích hơn. Hoa nó sọc đây là nó vừa bắt đầu hé này, khi nó bay ra thì nó thơm lắm. Bay nó lở hết ấy, nó thơm mà các bác nhìn cái lưỡi của nó, lưỡi nó điểm rất là đẹp này. Bông nó sọc này. Thì chậu này chia sẻ với cô chú anh chị mình là 200k nhá, cho một cái chậu tứ thời biên nhá, hoa sọc đỏ nhá. Đấy, thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu những cái món gì thì cứ Zalo em nhá, số điện thoại em ghi ở trên bài ấy. Có rất là nhiều những cái dòng mà giá trị để chia sẻ với cô chú anh chị mình. Hầu hết các loại mà nó hòn trên thị trường thì nhà em đều có. Em mời các bác ngắm lại cái kim cương đỏ này. Đấy, cô chú anh chị mình chưa đăng ký thì đăng ký kênh nhé.
chia like thì cho em xin một like. Rất là cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi livestream.